Tiếp nối câu chuyện ở những tập trước, Ju Won sau khi trở thành một đặc vụ trong cơ quan kế hoạch an ninh quốc gia, thì anh chàng trở thành bạn đồng hành với Do Siêu trong mọi nhiệm vụ được giao. Lúc này anh chàng Do Siêu đang dùng dây để buộc Ju Won vào người mình. Sau đó cả hai phi thân như chim lên trời để đi đến Nga để giải cứu một ông tiến sĩ Hàn Quốc đang bị một toán lính người Triều Tiên giam giữ. Lúc đến nơi, Do Siêu tháo dây buộc để Ju Won rơi tự do xuống đất, anh chàng rơi xuống xuyên thủng qua lớp kính trên mái nhà, rồi đè bẹp tên lính người Triều Tiên. Với thân hình mình đồng da sắt và khả năng tự hồi phục cơ thể của mình, Ju Won nhanh chóng dẹp gọn từng người trong băng đảng của tên lính Triều Tiên, mặc dù anh chàng bị bọn chúng bắn nhiều phát đạn vào người. Do Siêu cũng bay xuống để hỗ trợ anh bạn đồng nghiệp. Cả hai sau đó giải cứu thành công ông tiến sĩ người Hàn Quốc. Ông tiến sĩ vô cùng bất ngờ khi Ju Won vẫn bình an vô sự mặc dù đã bị bắn nhiều phát đạn. Do Siêu sau đó cùng ông tiến sĩ bay lên trời để hộ tống ông ta về lại Hàn Quốc, bỏ mặc anh chàng mù đường Ju Won một mình ở lại và la hét trong vô vọng. Trong một lần cả hai đến Hồng Kông để thực hiện một nhiệm vụ, sau khi hoàn thành xong công việc, hai người ngồi ăn bánh bao cùng với nhau. Do Siêu bây giờ đưa cho Ju Won một con dao để anh ta có thể lấy những viên đạn đang dính trong bàn tay của mình ra. Do Siêu nói với Ju Won, con dao này là đồ vật kỷ niệm của bố tôi, không phải ai tôi cũng đưa cho đâu. Ngày tháng cứ thế trôi qua và Do Siêu bắt đầu gặp mặt Mi Hyun ở cục tình báo và câu chuyện tình của họ đã được kể trong phần 1 của bộ phim này. Ông phó phòng Min ra lệnh cho Mi Hyun, nếu Do Siêu quay lại nhất định phải bắt sống được anh ta. Ông phó phòng lấy tính mạng ông bố của Mi Hyun ra để bắt ép cô gái phải hợp tác trong nhiệm vụ bắt giữ Do Siêu. Khi Do Siêu đến gặp Mi Hyun, lúc cả hai đang ôm nhau thì cảnh sát đặc vụ tiến lên rồi bắt giữ Do Siêu. Anh chàng lập tức kháng cự, sau đó thì bắt giữ một cảnh sát đặc vụ để làm con tin, nhưng lúc định móc cây súng trong túi mình ra thì nó đã biến mất và cây súng này đang nằm trong tay của Mi Hyun. Cô nàng lập tức chĩa súng về phía Do Siêu. Anh chàng cảm thấy thất vọng rồi buông bỏ con tin ra, sau đó thì thả con dao đang cầm trên tay xuống đất rồi chấp nhận bị cảnh sát đặc vụ áp tải đi. Mi Hyun một mình ở lại rồi tiến đến nhặt con dao của Do Siêu lên. Do Siêu sau đó được áp tải đến cục tình báo. Ông đội trưởng đội bảo an dẫn Do Siêu lên trên để gặp ông phó phòng Min. Ju Won muốn gặp Do Siêu nhưng bị ông đội trưởng ngăn cản. Do Siêu nói với Ju Won, anh cứ đi uống cà phê đi, cứ làm như bình thường vẫn làm ấy. Ju Won liền đi đến máy bán cà phê tự động, sau đó thì chạm mặt Mi Hyun, cô nàng bây giờ lấy con dao từ trong túi áo của mình ra. Do Siêu được áp tải đến gặp ông phó phòng Min. Ông phó phòng liền hỏi, sao cậu lặn mất tăm mà không báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra ở Triều Tiên? Do Siêu liền trả lời, nếu ông muốn một báo cáo, tôi có thể báo cho Nhà Xanh biết nhiệm vụ ám sát vị lãnh đạo Triều Tiên mà ông đã giao cho tôi, có vẻ đó là việc Nhà Xanh không hề hay biết. Khi bị ông phó phòng mắng chửi, Do Siêu nói tôi sẽ tồn tại theo cách riêng của mình, tôi sẽ sống sót để cả hai miền Nam Bắc truy đuổi tôi. Sau đó Do Siêu dùng tốc độ của mình tấn công rồi bắn liên tiếp những phát đạn, làm ông phó phòng bị dính một viên đạn vào một bên mắt của mình. Do Siêu liền bắt giữ ông phó phòng Min làm con tin, sau đó thì tông bể cửa kính để cùng ông phó phòng bay ra bên ngoài. Mọi người trong cục tình báo và Mi Hyun vội vã chạy ra bên ngoài thì thấy ông phó phòng Min đang bị Do Siêu bắt giữ và cả hai người đang lơ lửng giữa không trung. Tên phó phòng Min ra lệnh cho đặc vụ bên dưới đừng nổ súng, các người sẽ bắn chúng tôi mất. Do Siêu nhìn xuống bên dưới và gọi tên của Mi Hyun, sau đó thì lạnh lùng nã một phát súng về phía cô nàng, nhưng chàng trai Ju Won đã dùng cánh tay của mình để đỡ viên đạn cho Mi Hyun. Sau đó thì Do Siêu cùng ông phó phòng Min nhanh chóng bay đi thật xa. Và hóa ra, lúc ở nhà Mi Hyun, cô nàng không hề cố tình lấy cây súng trong túi của Do Siêu mà là do chính Do Siêu đã yêu cầu. Vì khi ôm Mi Hyun, Do Siêu đã nói nhỏ vào tai của cô nàng, anh biết tất cả rồi, dùng súng đe dọa anh rồi lẻn đi đi và hãy đưa con dao cho Ju Won, anh ta sẽ hiểu mà cứu em. Tất cả đã nằm trong kế hoạch của Do Siêu vì anh chàng không muốn biến Mi Hyun thành kẻ phản bội giống mình và cũng để tránh cho Mi Hyun không bị nhận sự trừng phạt từ phó phòng Min. Và Ju Won khi nhận con dao từ Mi Hyun, anh ta liền hiểu ra ý tứ mà Do Siêu muốn nhắn gửi, nên anh đã dùng bàn tay để đỡ viên đạn cho Mi Hyun. Ju Won định dùng con dao để lấy viên đạn ra, nhưng anh chàng lại quyết định giữ luôn nó trong cánh tay của mình và xem đó như là một kỷ niệm để nhớ về Do Siêu. Ông phó phòng Min sau đó được tìm thấy treo lơ lửng trên một cái cây gần Nhà Xanh. Chính vì vậy nên ông ta bị Nhà Xanh điều tra ngay sau đó, do không thể giải thích rõ ràng mọi việc với Nhà Xanh, nên ông phó phòng Min bị giáng chức và Do Siêu từ đây cũng biến mất không một dấu tích để lại. Bố của Mi Hyun sau đó qua đời, khiến cô nàng vô cùng cô đơn và lạc lõng. Mi Hyun cũng được điều chuyển công tác sang một tổ chức khác. Cô gái yêu cầu được ngồi làm việc gần cánh cửa sổ để có thể luôn nhìn ra được bên ngoài. Cô nàng cũng duy trì thói quen uống cà phê ở máy bán tự động và thường xuyên ăn món thịt chiên xù mà cô và Do Siêu rất yêu thích. Mi Hyun cũng thường xuyên nhìn lên bầu trời để hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của Do Siêu. Ngày tháng cứ thế trôi qua và khi mùa đông đến, buổi tối hôm đó, khi Mi Hyun bước đi một mình trên con đường đầy tuyết, cô gái đột nhiên mỉm cười rồi quay lưng lại,
thì thấy Do-siu đang tiến đến. Mi-hyun liền nói, em đã tìm kiếm anh trên bầu trời, nhưng anh lại đi bộ đến gặp em. Do-siu nói với Mi-hyun, anh muốn cho em xem thế giới trắng xóa đầy tuyết rơi khi nhìn từ trên cao. Anh chàng bước đến rồi ôm Mi-hyun từ phía sau, sau đó nhấc bổng cô nàng bay lên trên cùng mình, cả hai cùng nhìn ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp với rất nhiều tuyết trắng đang rơi xuống. Rồi sau đó, cậu bé Bong Suk cũng được chào đời, cặp vợ chồng trẻ thay phiên nhau để chăm sóc đứa con bé bổng của mình. Do-siu bây giờ cũng trở thành một nông dân chính hiệu, cuộc sống gia đình nhỏ tuy vất vả nhưng luôn ngập tràn tiếng cười. Một hôm, khi hai vợ chồng đang chơi đùa cùng Bong Suk, thì cậu bé đột nhiên bay lên bên trên, Mi-hyun liền ôm lấy cậu con trai của mình. Cả hai vợ chồng nhìn nhau với vẻ mặt đầy lo lắng khi biết Bong Suk đã được thừa hưởng khả năng bay lượn từ bố của mình. Do-siu tiến hành lấp một tấm lưới chắn để ngăn cho đứa con trai của mình không bị va đập vào trần nhà khi bay lên. Và cuộc sống êm đềm của hai vợ chồng cũng bắt đầu xuất hiện sóng gió. Vì ở Cục Tình báo Quốc gia lúc này, ông Phó Phòng Min đã được phục chức và quay lại Cục Tình báo Quốc gia để làm việc. Cơ quan Kế hoạch An ninh Quốc gia ASNP cũng đổi tên thành Cơ quan Tình báo Quốc gia NIS. Ông Phó Tránh Văn phòng Min bây giờ bắt đầu lên kế hoạch tập hợp lại tất cả những đặc vụ có siêu năng lực để tiếp tục làm những nhiệm vụ mà cá nhân ông đưa ra. Buổi sáng hôm đó, khi hai vợ chồng đang thu hoạch táo ở ngoài vườn, thì cậu bé Bong Suk ở trong nhà một mình và đang đuổi bắt một con bươm bướm, sau đó thì con bươm bướm này bay ra phía ngoài cửa sổ. Mi-hyun vào nhà thì không thấy con trai của mình đâu, cô liền gọi thông báo cho Do-siu biết là con mình đã biến mất. Anh chồng lập tức phi thân bay đến bên Mi-hyun, cô vợ nói với chồng mình không thấy Bong Suk đâu nữa, cánh cửa thì lại mở toang. Do-siu liền bảo, anh hiểu rồi, em cứ bình tĩnh đi. Do-siu lập tức phi thân thẳng lên 9 tầng mây để tìm kiếm Bong Suk. Sau khi bay lượm khắp nơi để tìm kiếm thì rốt cuộc cũng nhìn thấy cậu bé đang lơ lửng giữa không trung. Do-siu lập tức bay đến rồi ôm đứa con trai của mình vào lòng. Và đây cũng là cảnh tượng mà Bong Suk hay nhìn thấy trong những giấc mơ khi cậu bé trưởng thành sau này. Sau đó để giữ cho con trai của mình không bị bay mất nữa, Mi-hyun buộc dây vào người của Bong Suk mỗi khi cậu bé chơi đùa trong nhà. Lúc này có một người đàn ông đến nhà để hỏi mua táo, mặc cho Do-siu bảo là chúng tôi chỉ bán xỉ thôi, nhưng ông này vẫn nài nỉ để được mua một thùng táo. Và người đàn ông này chính là cận vệ của ông Phó Phòng Min và cũng chính là ông hiệu trưởng trường trung học Jeonwon sau này. Buổi tối hôm đó, khi cả gia đình đang nằm ngủ, với thính giác phi thường của mình, Mi-hyun nghe được có rất nhiều người đang đến, cô thông báo với chồng mình biết, chúng ta đã bị bao vây rồi. Do-siu lấy khẩu súng ra rồi nói, anh sẽ đánh lạc hướng họ từ cửa trước, em dẫn Bong Suk đi ra bằng cửa sau nhé. Họ đến đây vào nửa đêm, tức là họ biết rất rõ về chúng ta, nên gia đình mình không thể cùng nhau bỏ đi được. Anh không thể để lộ chuyện Bong Suk sở hữu siêu năng lực giống anh được. Anh không muốn để Bong Suk phải sống cuộc đời như anh trước đây, em đừng lo, bằng mọi giá anh nhất định sẽ tìm ra hai mẹ con em. Nói xong, anh chồng Do-siu liền tiến ra bên ngoài. Ở bên ngoài rất nhiều đặc vụ đang bao vây ngôi nhà, dẫn đầu là ba đặc vụ sở hữu ba siêu năng lực khác nhau. Tên đặc vụ người điện Electric Man nói với Do-siu, chúng tôi sẽ hộ tống anh về gặp Phó Phòng Min. Do-siu liền tấn công rồi bắt giữ một cảnh sát đặc vụ, rồi liên tiếp nã đạn về phía kẻ thù. Một nhóm cảnh sát đặc vụ khác tiến vào căn nhà để tìm kiếm mẹ con Mi-hyun. Ở bên ngoài bây giờ, một nữ đặc vụ dùng khả năng nhìn xuyên thấu của mình để bắn một phát súng khiến Do-siu té ngã. Tên đặc vụ sở hữu sức mạnh siêu nhiên chạy đến tấn công, rồi kéo Do-siu nằm xuống đất. Lão đặc vụ người điện cũng tiến ra để tấn công Do-siu, nhưng lại bị tốc độ của anh chàng áp sát vào một trụ điện gần đó. Hai cảnh sát đặc vụ tiến đến còng tay Do-siu lại. Anh chàng liền bay thẳng lên trên để chạy thoát, nhưng lại bị buộc sợi dây thừng vào người. Tên đặc vụ sở hữu sức mạnh phi thường ra sức kéo Do-siu về lại mặt đất. Nhóm cảnh sát đặc vụ đang tìm kiếm ở trong nhà thì được lệnh ra bên ngoài để chi viện. Mi-hyun liền bế Bong Suk lên chiếc xe hơi của mình, sau đó nghe được Do-siu thông báo, đến lúc rồi nên cô vợ nhanh chân lái xe hơi bỏ chạy. Do-siu thấy vợ con mình đã chạy thoát nên liền đáp xuống mặt đất rồi chấp nhận để cảnh sát đặc vụ áp tải đi. Sau đó thì Mi-hyun cõng đứa con trai của mình trên vai đi chạy trốn khắp mọi nơi và khi vào một quán ăn để dùng bữa, thì tên lính thân cận của ông Phó Phòng Min cũng đang bí mật bám theo và có lẽ ông Phó Phòng Min đã dự đoán được đứa con trai Bong Suk sẽ thừa hưởng được siêu năng lực của bố mình. Nên ông mới buông tha cho mẹ con của Mi-hyun để đến khi Bong Suk lớn lên thì cậu bé sẽ trở thành một nhân tố trong chương trình ươm mầm tài năng trẻ mà ông Phó Phòng Min đã tạo ra. Và Mi-hyun luôn chờ đợi một ngày Do-siu sẽ đến để tìm hai mẹ con. Chính vì vậy cô đã tô màu tím cho mái vòm căn xưởng mà cô đã thuê. Và khi mở tiệm ăn thịt trên sù, Mi-hyun cũng đã sơn màu tím trên sân thượng vì đó là màu yêu thích của hai vợ chồng. Mi-hyun quyết định mở tiệm ăn thịt trên sù vì đó cũng là dự tính của cô và Do-siu khi cả gia đình còn ở bên nhau. Về phía anh chàng Ju-won, sau khi Do-siu rời đi thì anh chàng được điều chuyển sang bộ phận văn phòng để tiếp tục công việc tại Cục Tình báo. Ju-won bây giờ cũng đã cưới Ji-hee làm vợ và đang sống trong một căn hộ dành cho công chức.
Du Won từng ngày vật lộn với công việc của một nhân viên bàn giấy, anh chàng phải tập tành đánh máy trên từng ngón tay của mình, rồi bắt đầu học cách để có thể sử dụng chiếc máy vi tính. Mỗi tháng cả hai vợ chồng Du Won sẽ được ăn thịt một lần, Du Won bây giờ tâm sự với Ji Hee. Công việc mới khiến anh mệt mỏi, anh cảm thấy như mình chẳng còn lý do gì để tồn tại trên đời này nữa. Ji Hee liền nói, anh chính là lý do tồn tại của em đấy, và em cũng là lý do tồn tại của anh. Du Won nghe xong thì lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Ji Hee nói với anh xã, chúng ta có một mái nhà để được ở bên nhau, còn có thể ăn thịt mỗi tháng một lần nữa. Chỉ cần chúng ta chung sức với nhau là chuyện gì cũng vượt qua được, anh cứ làm những gì anh thích đi. Nghe theo lời động viên của vợ, Du Won liền viết thư để từ chức và chuẩn bị thu dọn đồ đạc để rời văn phòng. Nhưng sau đó anh chàng biết được, căn nhà mà mình đang ở chỉ dành riêng cho công chức thuê và bây giờ cần phải gia hạn thì mới được ở tiếp. Thế là Du Won không thể nộp đơn từ chức được, vì nếu làm như vậy thì cả hai vợ chồng sẽ phải ra đường mà ở. Cuộc sống của hai vợ chồng cứ thế trôi qua, Du Won hàng ngày xách cặp táp đến văn phòng để làm việc, rồi cũng dần làm quen với công việc của một nhân viên bàn giấy. Tối về thì hai vợ chồng quây quần bên nhau rất vui vẻ, cô vợ Ji Hee hàng ngày chờ đợi mãi những chẳng thể mang thai được đứa con nào cho Du Won. Buổi tối hôm đó, khi tất cả đồng nghiệp đều ra về, thì Du Won phải một mình ở lại vì chưa làm xong việc. Bất ngờ anh thấy ông phó phòng Min xuất hiện, Du Won liền hỏi, ông được phục chức rồi sao? Ông phó phòng liền trả lời, khi cậu biết quá nhiều bí mật thì họ sẽ không cho cậu ra đi dễ dàng đâu. Ông phó phòng Min ra sức mỉa mai công việc bàn giấy của Du Won, rồi kêu gọi chàng trai hãy quay về công việc của một đặc vụ đen để phục vụ đất nước. Do rất nhớ công việc trước đây, nên Du Won cảm thấy bị dao động. Anh về nhà trằn trọc suy nghĩ đến không ngủ được, cô vợ Ji Hee thấy vậy liền hỏi anh có chuyện gì vậy. Sau đó thì động viên chồng mình, dù có chuyện gì em cũng ở cạnh anh cứ làm chuyện mình muốn đi. Thế là sáng hôm sau, Ji Hee vô cùng sửng sốt khi thấy chồng mình mặc áo da và đeo ba lô vào người để đi công tác xa. Sau đó thì Du Won cùng một đoàn quân Hàn Quốc ra sức truy tìm và trừ khử những kẻ xâm nhập đến từ Triều Tiên. Trong một lần, đại đoàn của Du Won đang đi truy tìm những tên xâm nhập đến từ Triều Tiên thì nhìn thấy một người rất khả nghi, nên liền chĩa súng vào hắn ta, nhưng tên này nói mình đến từ cục tình báo và ông phó phòng Min đã cử tôi đến đây. Tên này sau đó làm quen rồi giới thiệu bản thân với Du Won, tên của hắn ta là Cho Jae-hook. Tên này kể cho Du Won biết, hắn ta từng bị đuổi khỏi cục tình báo một lần vì ăn trộm công quỹ, nhưng lại may mắn được phó phòng Min triệu tập trở lại để tiếp tục làm việc. Tên này cũng nói cho Du Won biết, phó phòng Min đã tập hợp những người có năng lực siêu nhiên và cho họ ẩn nấp trong các bộ phận tại cục tình báo, và tôi cũng là một trong số những người đó. Du Won nghe xong thì liền hỏi, anh có siêu năng lực gì vậy? Tên Jae-hook này nói tôi không có siêu năng lực gì, nhưng tôi rất giỏi điều tra và tìm kiếm. Dù bất cứ người nào có trốn kỹ cỡ nào đi chăng nữa, tôi cũng lần theo những dấu vết dù là nhỏ nhất, rồi nhất định sẽ tìm ra được họ. Lúc này ở nhà, Ji Hee từng này mong ngóng Du Won trở về. Nhiều tháng trôi qua, thịt bây giờ đã chất đầy cả cái tủ lạnh, nhưng vẫn chưa thấy Du Won trở về nhà. Tên Jae-hook vận dụng mọi kỹ năng mà hắn có để tìm kiếm dấu vết của một tên đào tẩu người Triều Tiên. Khi phát hiện một dấu chân của kẻ xâm nhập này, hắn liền thông báo cho quân đội phía sau hãy tiến lên để truy tìm những tên Triều Tiên kia. Khi Du Won tiến lên cùng đoàn quân, thì tên Jae-hook kéo chàng ta lại và nói, sải chân của tên Bắc Hàn này dài hơn 2 mét, và rất có thể hắn ta cũng sở hữu một năng lực siêu nhiên. Phó phòng Min biết rõ việc này nên mới cử anh đến đây. Phó phòng Min nói rằng, kể từ sau năm 1994, phía Triều Tiên đang đào tạo một đội quân siêu năng lực để chống lại đất nước của chúng ta. Tổng cộng đã có hơn 2 triệu người được cử đi tìm kiếm họ nhưng đều thất bại. Anh phải ở đây để xác nhận rằng những kẻ xâm nhập kia thực sự có siêu năng lực hay không. Tên Jae-hook vừa nói vừa ngăn cản Du Won tiến lên trợ giúp đội quân đang ở phía trước. Tên Jae-hook nói hãy chờ khi cuộc đấu súng xảy ra, rồi hãy xuất hiện như vậy mới kịch tính, và chúng ta cũng sẽ trở thành những người hùng. Du Won liền túm cổ tên Jae-hook này, rồi chạy về phía trước để trợ giúp đoàn quân đang sắp gặp nguy hiểm. Đoàn quân tiến về phía trước thì bị nhóm người xâm nhập phía Bắc Hàn phục kích, khiến nhiều người trong đoàn quân bị bỏ mạng. Du Won chạy đến nơi, khi thấy một tên Triều Tiên đang chuẩn bị bắn một anh lính trong đoàn quân của mình, Du Won dùng tay đỡ viên đạn đó cho anh lính. Sau đó chạy đến quật ngã, rồi ném tên Triều Tiên này ra ngoài. Hắn vùng dậy thì bị quân đội hạ gục ngay lập tức. Du Won tiếp tục chạy về phía trước, rồi bị dính một viên đạn ngay vào mắt. Quân đội tiếp tục hạ gục được một tên người Triều Tiên nữa. Du Won dùng nước rửa con mắt bị thương của mình, thì thấy kẻ thù đang ném một quả lựu đạn về phía đoàn quân. Anh chàng liền bay đến rồi nằm trên quả lựu đạn. Sau đó thì quả lựu đạn phát nổ làm Du Won bay lên cả mét, nhưng sức công phá của quả lựu đạn đã bị thân thể của Du Won vô hiệu hóa. Một tên xâm nhập Triều Tiên bắn một phát đạn vào mặt của Du Won. Tiếp theo thì kết liễu mạng sống anh đội trưởng của đoàn quân. Vết thương trên mặt của Du Won bắt đầu lành lại. Nhưng sau đó từ trên núi nhiều hòn đá nặng trịch bắt đầu lan xuống, rồi lần lượt đè bẹp từng người trong đoàn quân. Một tên Triều Tiên sở hữu sức mạnh phi thường đã đẩy từng hòn đá xuống bên dưới. Du Won một mình tiến lên phía trước.
tên siêu năng lực Triều Tiên tiếp tục dùng sức mạnh đẩy được cả một ngọn đồi nhỏ xuống, đè bẹp toàn bộ những người còn lại trong đoàn quân. Du Won một mình tiến lên phía trên rồi chạm mặt tên xâm nhập ở Bắc Hàn. Hắn hỏi: anh cũng có siêu năng lực à? Bọn Nam Hàn cứ nuôi mấy con chó mãi nhỉ? Du Won liền tấn công tên này. Sau một hồi chiến đấu thì Du Won quật ngã rồi đánh liên tiếp vào mặt hắn ta, nhưng tên này vùng dậy, rồi dùng khả năng di chuyển nhanh như chớp của mình để liên tiếp tấn công, sau đó thì hất văng Du Won bay xuống chân núi. Tên siêu năng lực người Triều Tiên liền nói: tôi nhất định sẽ quay trở lại và trả thù. Sau đó hắn phóng như chim rồi bay thẳng qua bên kia ngọn núi để trở về Bắc Hàn. Có rất nhiều người ở cả hai miền Nam Bắc đã thiệt mạng trong cuộc chạm trán vừa rồi. Tên dây hút tiến đến bắt chuyện với Du Won, rồi hỏi hang về tên sở hữu siêu năng lực người Triều Tiên kia. Du Won liền nói: từ bây giờ, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, vì tôi sẽ giết anh đấy. Ji Hi ở nhà xem tin tức thì thấy có rất nhiều người đã bỏ mạng trong chiến dịch truy quét, nên cô nàng rất lo lắng cho chồng mình. Nhưng sau đó thì thấy Du Won lành lặn bước về nhà, nên Ji Hi bật khóc rồi ôm lấy chồng mình. Ông phó tránh văn phòng Min sau khi xác nhận được phía Triều Tiên đang xây dựng một biệt đội siêu năng lực để chống lại Nam Hàn, nên ông ta bắt đầu gây dựng lại một đội đặc vụ đen, và Du Won với mật hiệu Gu Yongpo là người đứng đầu đội đặc vụ đen này. Ba người sở hữu siêu năng lực trong đội đặc vụ này bao gồm ông lão người điện được mệnh danh là Electric Man với mật hiệu Bông Biong, cô đặc vụ với khả năng nhìn xuyên thấu có mật hiệu là Naju, anh đặc vụ sở hữu sức mạnh hơn người có mật hiệu là Jin Chion. Tên này tiến đến bắt tay để làm quen với Du Won, nhân tiện hắn dùng siêu sức mạnh của mình bóp nát luôn bàn tay của Du Won. Nhưng rất nhanh sau đó bàn tay của Du Won lành lặn trở lại. Du Won nói với hắn: hôm nay anh may mắn đấy. Sau đó thì Du Won bước ra ngoài. Cô vợ Ji Hi hàng ngày tiễn chồng mình đi làm, nhưng cô nàng lại đang chất chứa một nỗi buồn gì đó. Một hôm khi tiễn Du Won đi công tác, Ji Hi nói: hôm nay là ngày chúng ta ăn thịt đấy. Du Won liền bảo: để bữa sau rồi chúng ta sẽ ăn nhé. Cô vợ liền nói: một tháng chỉ có một lần thôi đấy, anh có biết ý nghĩa của nó là gì không? Hôm nay anh đừng tăng ca nữa, mà hãy về nhà sớm nhé, vì ngày ăn thịt cũng chính là ngày em rụng trứng đấy. Du Won liền hỏi: em muốn có con sao? Ji Hi trả lời: chúng ta đã ở bên nhau lâu lắm rồi, nhưng mãi mà em vẫn chưa có bầu. Em rất muốn có một bé gái trông giống anh. Tất cả đều là lỗi của em, có thể vì công việc mà trước đây em làm, nên em mới không thể sinh cho anh một đứa con. Du Won nghe thấy thì rưng rưng nước mắt, rồi quay mặt ra phía cánh cửa. Anh chàng quyết định cởi bỏ đôi giày ra, rồi tiến đến ôm Ji Hi vào lòng mình. Sau đó thì bế vợ mình vào phòng để thực hiện quá trình sản xuất em bé. Và rất nhanh sau đó, Ji Hi đã ẵm bé gái Hui Su trên tay, rồi cả hai mẹ con tiễn ông bố Du Won đi làm. Ngày tháng dần trôi qua, Hui Su bây giờ đã lên 4 tuổi. Cuộc sống của gia đình nhỏ rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng ông bố Du Won bây giờ lại thường xuyên cùng đội đặc vụ đen đi công tác nước ngoài. Một hôm khi vừa bước xuống tàu về lại Hàn Quốc, sau chuyến công tác dài ngày cùng đội đặc vụ đen, Du Won lập tức điện thoại về cho vợ của mình. Nhưng Du Won lại nhận được một tin tức vô cùng đau lòng, cả hai mẹ con bị một tai nạn xe hơi. Và cô vợ Ji Hi đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này, còn đứa bé gái Hui Su thì được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Du Won đến bệnh viện thăm đứa con gái của mình, sau đó run rẩy bước ra ngoài. Du Won bật khóc nức nở đi đến lễ tang của vợ mình, anh chồng vừa khóc vừa mặc áo tang vào người. Sau đó tiến đến trước di ảnh của Ji Hi và nói: em đừng lo, anh sẽ chăm sóc tốt cho Hui Su. Sau tang lễ, Du Won bế đứa con gái Hui Su và đem di ảnh của Ji Hi về nhà, và kể từ đây Du Won cũng trở thành một ông bố gà trống nuôi con. Du Won đến gặp ông phó phòng Min để xin được chuyển về làm việc tại văn phòng, vì tôi không thể để con gái tôi một mình vào ban đêm được, tôi cần đưa đón con bé đến trường mẫu giáo mỗi ngày. Ông phó phòng cũng đồng ý cho Du Won về văn phòng làm việc, nhưng ông ta nói với Du Won: chỉ được một thời gian thôi đó, tôi sẽ gọi cậu nếu cần, nếu muốn giữ công việc này thì phải bắt máy điện thoại đấy. Lúc này, cách nơi ở của Du Won không xa, có một con phố bán hàng rong đang sắp bị tháo dỡ để xây dựng thành một con phố hiện đại. Và trong số những người bán hàng rong tại con phố này, có một anh chàng khờ khạo tên là Lee Jae-man, anh ta sở hữu một sức mạnh hơn người. Nhưng tính tình lại khá đơn giản và ngốc nghếch, anh ta lúc nào cũng đeo chiếc đồng hồ điện tử trên tay và xem đó như là báu vật. Vợ của Jae-man lúc nào cũng ra sức bảo vệ chồng mình, để anh ta không bị những người đàn ông khôn lanh khác dụ dỗ tham gia vào phong trào chống đối việc tháo dỡ khu phố. Cô vợ ra sức dặn dò anh chồng đừng dính líu vào những việc như thế này, không thì sẽ rắc rối to đấy. Vì vào 3 năm trước, trong một lần Jae-man không thể kiểm soát được sức mạnh phi thường của mình, nên anh ta đã đánh trọng thương một tên giang hồ đến đập phá gánh hàng rong của vợ mình. Cô vợ sau đó khuyên nhủ Jae-man hãy giơ tay lên đầu hàng rồi theo cảnh sát về đồn. Jae-man sau đó bị cảnh sát áp giải đi. Đúng lúc này trong chiếc xe bán hàng rong của hai vợ chồng, một thiết bị điện bị bốc cháy bên cạnh đứa con trai Gang Hun của hai vợ chồng. Jae-man bị cảnh sát áp tải lên xe để trở về đồn. Cô vợ sau đó nhìn thấy khói đang bốc lên trong chiếc xe hơi của mình. Bà mẹ lập tức chạy đến, rồi bế đứa con trai Gang Hun của mình đi cấp cứu.
Zeman sau đó bị ở tù 3 năm. Khi mãn hạn tù về nhà, ông bố Zeman bây giờ phải bắt đầu làm quen lại từ đầu với đứa con trai của mình. Cậu bé này cũng có một vết sẹo lớn ở tay do vụ cháy khi xưa gây nên. Ông bố Zeman hàng ngày đưa đón Gang Hun đi học, do mới gặp lại nên cậu bé cũng tỏ ra hết sức hứng hở với ông bố. Nhưng sau đó thì cậu bé Gang Hun cũng tỏ ra thân thiết hơn với bố của mình. Mỗi khi chiếc đồng hồ điện tử reo lên thì cả hai bố con lại vui vẻ dắt tay nhau đến trường mẫu giáo. Ở con phố bán hàng rong lúc này, tất cả tiểu thương đang biểu tình phản đối cảnh sát cơ động tháo dỡ khu phố mà họ đang kiếm sống. Cô vợ ra sức ngăn cản Zeman đừng tham gia vào cuộc biểu tình chống đối này. Vợ của Zeman nói với chồng mình, chỉ một mình em tham gia thôi là được. Vì anh đã có tiền án rồi, nếu anh bị bắt nữa thì anh sẽ không thể gặp Gang Hun trong một thời gian dài làm đấy. Sau đó cô vợ kêu Zeman hãy nhanh đến trường để đón Gang Hun ngay. Buổi tối đến, những người biểu tình bây giờ cầm ngọn đuốc trên tay và liên tục ném những đồ vật mà họ có về phía cảnh sát cơ động. Sau đó một nhóm người trong đội tháo dỡ xông đến, rồi dùng cây liên tục tấn công vào nhóm tiểu thương biểu tình. Tiếp theo thì một đội tháo dỡ nữa cầm gậy đến để chi viện. Họ liên tục tấn công và phá hủy những gánh hàng rong trên con phố. Vợ của Zeman chạy đến tấn công một tên trong đội tháo dỡ, nhưng liền bị bọn chúng quật ngã ngay sau đó. Ở nhà bây giờ, Zeman chờ đợi mãi mà không thấy vợ mình về nhà. Ông bố liền nói với Gang Hun, bố sẽ đi đón mẹ, bố hứa sẽ về nhà trước 10 giờ tối nay. Zeman bước ra ngoài thì thấy trời đang đổ mưa, sau đó ông bố nhanh chân chạy đi tìm vợ mình. Lúc đến nơi thì thấy vợ mình đang bị cảnh sát áp tải lên xe, Zeman lập tức phi thân đến chiếc xe, rồi dùng sức mạnh siêu nhiên của mình tấn công và quật ngã vài người cảnh sát cơ động. Sau đó anh ta bay lên chiếc xe đang giam giữ vợ mình. Cảnh sát dùng súng nước bắn vào Zeman, cô vợ ra sức ngăn cản chồng mình đừng tấn công cảnh sát. Zeman sau đó bị cây súng nước hất văng xuống đất, anh chàng nghe theo lời của vợ mình nên liền bay đi thật xa để bỏ chạy khỏi cảnh sát. Ở nhà của Ju Won lúc này, ông bố đang nấu bữa tối cho con gái mình thì nhận được điện thoại của ông phó phòng Min. Ông ta thông báo với Ju Won, có một con quái vật xuất hiện, hắn xử đẹp nguyên một đội cơ động, cậu nhất định phải đến để xử lý hắn. Ju Won nói giờ mình không thể đến được, nhưng ông phó phòng hù dọa sẽ đuổi việc cậu ta, nên Ju Won đành bỏ lại đứa con gái Huy Su nằm ngủ ở nhà để đi đến nơi đang xảy ra vụ bạo động. Zeman bây giờ đang trốn dưới một đường cống. Trên xe của cảnh sát, cô vợ ra sức năn nỉ cảnh sát hãy cho cô đến gặp chồng mình, vì anh ấy không nghe lời ai hết, chồng tôi là một tên ngốc, anh ấy bị chậm phát triển. Sau đó có một tên thuộc hạ chạy đến báo tin với ông phó phòng Min, tên quái vật đang trốn dưới cống bị thiểu năng trí tuệ. Ông phó phòng nghe xong thì có tí thất vọng. Ju Won đến gặp ông phó phòng Min, ông ta liền ra lệnh cho Ju Won hãy đi xuống dưới cống để bắt tên quái vật kia ngay. Ju Won cầm đèn pin đi xuống bên dưới, sau đó thì bị trượt chân té ngã xuống nước. Ju Won men theo đường cống thì thấy tên quái vật mặc áo đỏ đang đánh đu lơ lửng bên trên. Ju Won liền nói, xuống đây đi, chỉ có một lối để thoát ra khỏi đây thôi. Zeman cũng bay xuống, sau khi biết Ju Won muốn bắt giữ mình, Zeman liền đấm Ju Won văng thật xa. Cả hai sau đó đánh đấm nhau liên tiếp. Zeman tung một đòn đầy uy lực làm Ju Won bay thật xa, rồi ghim cơ thể vào một cây sắt. Zeman liền bay đến, sau đó thì bị Ju Won húc đầu thật mạnh vào. Ju Won dướn người ra khỏi cây sắt, rồi nói với Zeman, chúng ta đều là quái vật đấy, hãy cùng về nhà thôi nào, con trai của anh đang đợi đấy. Zeman liền tấn công, sau đó thì nện liên tiếp vào mặt của Ju Won. Ju Won tỉnh dậy rồi tiếp tục chiến đấu với anh quái vật Zeman. Sau khi bị đối thủ liên tiếp nện vào mặt, Ju Won dùng chiếc còng buộc tay mình vào tay của Zeman. Bây giờ thì chàng khờ Zeman có đánh đấm kiểu gì cũng không thể rời khỏi vòng tay của Ju Won. Sau đó thì bị Ju Won siết cổ đến bất tỉnh. Đúng lúc này, trên con phố bán hàng rong, có một bà chủ tiệm cá đang ngủ quên, đứa con trai của bà chủ này liền tiến ra ngoài trời mưa để bắt cá. Khi bà chủ tiệm cá thức dậy thì không thấy con trai mình đâu nữa, nên bà lập tức chạy đi tìm. Sau đó thì thấy chiếc dép của con trai mình đang ở dưới cống. Bà chủ tiệm cá liền chạy đến nhờ ông cảnh sát trưởng hãy tìm giúp đứa con trai của mình đã bị rơi xuống cống. Ju Won lúc này đang lôi tên quái vật Zeman lên bên trên thì nghe tiếng kêu cứu của một bé trai, sau đó thì thấy một cậu bé đang mắc kẹt phía sau một song sắt. Ju Won liền dùng tay đấm mạnh vào bức tường, sau đó thì anh quái vật Zeman cũng tỉnh dậy rồi cùng hiệp lực với Ju Won để giải cứu cậu bé kia. Cảnh sát sau đó tiến xuống dưới cống để tìm cậu bé đang mất tích thì thấy Ju Won đang một mình bế đứa bé trên vai. Bà mẹ vô cùng mừng rỡ khi biết được con trai mình vẫn bình yên vô sự. Ông phó phòng nói với Ju Won, tôi kêu cậu đi bắt người mà cậu lại đi cứu người à, tên quái vật kia đâu rồi? Ju Won nói anh ta đang trên đường về nhà, anh ta bảo đã hứa với con trai là sẽ về nhà.
Ông phó phòng Min liền nói, tôi tưởng hắn ta là một tên khờ, hóa ra cậu còn khờ hơn cả hắn ta. Jae-man về nhà thì thấy đứa con trai Gang-hun của mình đang rất sợ hãi vì phải ở nhà một mình. Ông bố liền nói lời xin lỗi cậu bé vì đã về nhà muộn, sau đó thì ôm cậu con trai Gang-hun vào lòng. Đúng lúc này, cảnh sát cơ động tiến vào rồi chĩa súng vào người của Jae-man, Ju-won và ông phó phòng Min cũng đến nhà. Ông phó phòng ra lệnh hãy giao tên khờ khạo này cho cảnh sát đi, hắn ta không có giá trị gì cả. Sau đó ông ta cùng Ju-won bước ra về. Bất ngờ phía sau nhiều cảnh sát cơ động bị hất văng vào cửa kính, Ju-won vội vã chạy đến, thì anh cảnh sát thông báo, chính đứa bé đã làm chuyện này. Ông phó phòng Min nhận ra năng lực của tên Jae-man đã được di truyền cho đứa con trai, ông phó phòng Min bắt đầu có hứng thú với đứa trẻ này. Ju-won bắt đầu nhận ra sự nham hiểm và thâm độc của ông phó phòng Min. Và đứa con trai của Jae-man chính là cậu lớp trưởng Gang-hun tại trường trung học Jeon-won sau này. Ju-won sau đó về nhà, vì lo sợ ông phó phòng Min sẽ biết chuyện đứa con gái Huy-su cũng được thừa hưởng siêu năng lực từ mình. Nên Ju-won thu dọn toàn bộ đồ đạc, rồi bế đứa con gái Huy-su bỏ đi và sau đó thì trốn chạy khắp mọi nơi. Ông phó phòng Min cho người đi tìm kiếm Ju-won khắp mọi nơi, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hai bố con Ju-won. Ông phó phòng nói vì đứa con gái kia nên tên Ju-won mới bỏ trốn đấy. Cô nhân viên liền bảo, chúng ta vẫn chưa chắc siêu năng lực này có tính di truyền mà. Tên Jae-hoop liền nói, tôi chắc chắn con bé đó được thừa hưởng gen siêu năng lực từ ông bố Ju-won vì sau vụ tai nạn đó. Con bé chỉ nằm viện một tuần rồi được xuất viện mà thôi, và một đứa bé bình thường không thể sống sót sau một vụ tai nạn như thế được. Khi vụ tai nạn xảy ra, tôi cũng đã ngồi gần đó để quan sát tất cả, nên tôi chắc chắn con bé thừa hưởng được siêu năng lực từ Ju-won. Tên Jae-hoop này sau đó đưa cho phó phòng Min một bản dự thảo phát triển tài năng quốc gia. Hắn nói với ông phó phòng Min, chúng ta sẽ tiến hành đào tạo lũ trẻ kia, bây giờ chúng ta đã biết được ba đứa trẻ có siêu năng lực rồi. Con trai của tên khờ khạo Lee Jae-man là một, con gái của Ju-won là hai, còn ba chính là con trai của Kim Doo-sik. Tôi đã đến nhà vợ chồng hắn để rình mò và theo dõi hai mẹ con của Mi-hyun, nên tôi đã biết được con trai của Doo-sik được thừa hưởng khả năng bay lượn từ bố của nó. Kể cả tên người điện Electric Man và nữ đặc vụ có khả năng nhìn xuyên thấu Na-ju cũng có con nữa. Đội đặc vụ đen sẽ già đi theo thời gian, chúng ta cần đào tạo một thế hệ tiếp theo và chúng ta cũng nên mở rộng tìm kiếm trên cả nước để phát hiện thêm nhiều nhân tài. Tôi nghĩ bây giờ nên mở một trường học vì bọn trẻ lớn lên đều phải tới trường mà. Ông phó phòng Min nghe tên Jae-hoop này nói thấy rất có lý nên liền phê duyệt và giao cho hắn ta triển khai chương trình phát triển tài năng tự nhiên này ngay. Và đó là lý do trường trung học Jeon-won đã ra đời, rồi tập hợp được rất nhiều cô cậu học trò có siêu năng lực vào trường này để học. Và trong những tập trước, đoạn video cậu lớp trưởng Gang-hun bay như chim để đến cứu Huy-su đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng. Và đoạn video này cũng đến tai của một ông quản lý cấp cao tại Triều Tiên. Ông này liền ra lệnh cho một anh sĩ quan cấp dưới, cậu hãy đến Nam Hàn để tìm hiểu ngay. Cậu lớp trưởng Gang-hun bây giờ đang gặp mặt Huy-su tại một cửa hàng tiện lợi. Huy-su liền hỏi, cậu có siêu năng lực à? Khi thấy anh bạn lớp trưởng im lặng, Huy-su liền bảo cậu không muốn nói thì thôi vậy, nếu tớ được như cậu thì tớ sẽ đạt được điểm tuyệt đối để đậu vào đại học thể dục rồi. Anh bạn lớp trưởng liền bảo, tớ sẽ không vào đại học đâu, mà tớ sẽ làm việc cho chính phủ. Gang-hun liền nhớ lại lần đầu tiên mà mình gặp ông hiệu trưởng trường Jeon-won vào 3 năm trước. Ông hiệu trưởng nói với Gang-hun, bố cậu có hai tiền án, dù đã mãn hạn tù nhưng ông ấy vẫn bị quản chế, có phải bố cậu lúc nào cũng phải ở trong nhà mà không được phép đi ra đường không? Ông hiệu trưởng sau đó đưa ra tấm danh thiếp giới thiệu mình cũng đang là cục trưởng tại Cục Tình báo Quốc gia. Sau đó ông ta nói với Gang-hun, nếu sau này cậu phục vụ cho chính phủ, thì cậu vừa có một công việc tốt, vừa xóa được hồ sơ chẳng mấy đẹp đẽ của bố cậu. Và kể từ đó, cậu lớp trưởng này đã được hoạch định sẽ trở thành một nhân viên trong Cục An ninh Quốc gia. Huy-su và Gang-hun sau đó vào lại trường học, cậu lớp trưởng kêu Huy-su đừng kể cho ai nghe về công việc mà mình vừa nói với cậu nhé. Cô bạn YouTuber trong lớp bây giờ bị thầy phó chủ nhiệm Jun tịch thu máy quay phim vì ông thầy bảo không được phép quay video trong trường học. Cô gái này sau đó than thở với bạn bè trong lớp rằng kênh YouTube của mình đã bị xóa, mặc dù mình chẳng vi phạm cái gì, tiếc quá vì video quay cậu lớp trưởng của mình đã được 200.000 view rồi. Thầy chủ nhiệm Choi sau đó bước vào lớp và nói do phòng thể dục xảy ra sự cố nên mọi tiết học thể dục đều sẽ được nghỉ. Sau đó thầy Choi kêu Huy-su đến phòng để nói chuyện riêng. Thầy Choi nói với Huy-su, phòng thể dục sẽ xây dựng lại nên em hãy đến một trung tâm thể thao để mà luyện tập nhé. Chỗ đó đóng cửa rồi nên không có ai ở đó đâu, em phải cố gắng lên thì mới thi đậu vào đại học thể dục được. Huy-su bước ra ngoài thì gặp tên đầu gấu Bang Ki-su, hắn ta liền hỏi cô gái, thầy Choi đã nói những gì, cậu cẩn thận đấy, đừng có tin tưởng bất cứ một ai. Huy-su sau đó vào lớp học thì thấy Bong Suk đang ngồi một mình thẩn thờ thơ thẩn, cô gái liền hỏi, cậu không mang ba lô sắt nữa à? Bong Suk liền nói, kể từ bây giờ tớ sẽ làm quen với việc không có nó, tớ đâu thể cứ sống mãi như thế được. Sau đó Bong Suk nói với Huy-su,
tớ vẫn ổn mọi lúc mọi nơi, chỉ có khi ở gần cậu thì tớ mới cần cái ba lô đó thôi. Hui Su lập tức đặt hai bàn tay lên má của Bong Súc, chàng trai lập tức bị bay lên bên trên. Hui Su kéo Bong Súc về lại mặt đất, rồi mang ba lô của mình vào cho Bong Súc. Hui Su liền nói, tớ lo cho cậu làm đấy. Sau đó Hui Su rủ Bong Súc hãy đến trung tâm thể thao để tập luyện cùng mình. Lúc ra bên ngoài, Bong Súc hỏi Hui Su, thời tiết này mà cậu không thấy lạnh à? Sau đó anh chàng định cởi áo khoác ra để cho Hui Su mặc, nhưng cô nàng liền từ chối. Bong Súc liền lấy cục sạc dự phòng của mình đưa cho Hui Su, để cô bạn có thể giữ ấm đôi bàn tay. Sau đó khi cả hai cô cậu đang bước đi, thì có một người đàn ông bí ẩn đang bám theo. Ở tiệm thịt trên xù lúc này, bà mẹ Mi Hyun của Bong Súc đang lên đồ để đến trường học. Đúng lúc này, ông bố Ju Won của Hui Su cũng đang làm điều tương tự. Cả hai người sau khi xem được đoạn video siêu năng lực của cậu học sinh lớp trưởng, thì liền tỏ ra nghi ngờ ngôi trường cấp 3 Jeon Won mà con của cả hai người đang theo học. Mi Hyun lấy một khẩu súng để đem theo bên mình, còn ông bố Ju Won thì nhúng bàn tay vào chảo dầu đang sôi để kiểm tra năng lực tự hồi phục của mình có còn chạy tốt hay không. Lúc này, Bong Súc và Hui Su đang đón xe buýt để đi đến trung tâm thể thao. Lúc bước lên xe thì gặp chú tài xế ghê đồ. Bong Súc liền ga lăng thanh toán luôn tiền xe buýt cho Hui Su. Sau đó thì một người đàn ông có một vết sẹo to trên trán cũng lên xe. Ghê đồ kêu ông ta hãy quét điện thoại để thanh toán tiền rồi hãy lên xe. Khi thấy ông này có vẻ lớ ngớ quá, Ghê đồ liền yêu cầu ông ta hãy đưa điện thoại cho mình xem. Với khả năng có thể nhìn thấy quá khứ của một người khi cầm một món đồ vật của họ, anh tài xế Ghê đồ dường như đã nhìn thấy một bí mật gì đó của tên mặt sẹo này. Tên này liền lấy điện thoại lại, rồi tiến xuống ngồi vào ghế xe buýt. Ghê đồ sau đó lái xe buýt đi, anh ta vừa lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu để xem biểu hiện của tên mặt sẹo này. Tên này cũng lấy bức hình của Hui Su và cậu lớp trưởng ra để đối chiếu với gương mặt của Hui Su. Đúng lúc này, Mi Hyun ngồi taxi đến trường học của con mình. Khi bị ông bảo vệ ngăn cản tiến vào trường, Mi Hyun liền nói, tôi là một phụ huynh, tôi đến để gặp thầy chủ nhiệm Choi. Ông bảo vệ liền chỉ cho Mi Hyun căn phòng làm việc của thầy chủ nhiệm Choi. Mi Hyun sau đó điện thoại để hỏi cậu con trai Bong Súc đang ở đâu. Bong Súc nói con đang trên đường về nhà. Mi Hyun liền bảo, con về thẳng nhà nhé, tối nay mẹ có việc nên về hơi trễ. Sau đó Hui Su nói với Bong Súc, cậu mới vừa nói dối mẹ cậu đấy. Bong Súc liền bảo, hình như mẹ tớ đang ở bên ngoài, tối nay tớ về nhà muộn tí cũng được, tớ sẽ giúp cậu tập luyện. Đúng lúc này, Hui Su cũng nhận được điện thoại của ông bố Ju Won. Hui Su nói với bố, vì phòng thể dục bị hỏng, nên thầy chủ nhiệm Choi kêu con đến trung tâm thể thao để luyện tập. Ju Won liền kêu Hui Su hãy về thẳng nhà mình và đừng đi đâu cả. Hui Su cũng hứa với bố là sẽ về nhà ngay. Nhưng khi vừa cúp máy, Hui Su lại nói với Bong Súc, chúng ta phải đến trung tâm thể thao để luyện tập thôi. Ju Won sau đó đến trường học, mọi sự di chuyển của ông bố đều bị ông bảo vệ của trường học giám sát tất cả. Ju Won tiến vào trường thì thấy máy quay an ninh có mặt ở khắp mọi nơi. Ông bảo vệ sau đó điện thoại cho một ai đó, rồi báo cáo cả Mi Hyun và Gu Yeong Po đều đã đến trường, sau đó ông ta cầm chìa khóa tiến vào bên trong. Mi Hyun bây giờ tiến vào căn phòng của thầy chủ nhiệm Choi, ông thầy liền mời Mi Hyun ngồi xuống bàn để nói chuyện. Mi Hyun hỏi ông thầy, tôi nghe nói ở trường vừa xảy ra một sự cố, thầy Choi liền nói, có một tai nạn do thiết bị ở phòng thể dục đã quá cũ kỹ gây nên rất may cậu lớp trưởng Gang Hun của lớp tôi đã ngăn cản nên không một ai bị thương. Mi Hyun liền hỏi, cậu học sinh đó có siêu năng lực phải không? Thầy Choi nghe thấy thì đơ người ra rồi nói, cậu lớp trưởng đó rất siêng năng tập thể thao, nhưng gọi là siêu năng lực thì hơi quá, cậu ta chỉ nhảy xa hơn người bình thường một tí thôi. Mi Hyun tiếp tục nói, chuyện này không ảnh hưởng đến hồ sơ vào đại học của con trai tôi chứ? Thầy Choi liền trả lời, Bong Súc có thể không có thành tích quá xuất sắc, nhưng sẽ được vào đại học thôi. Mi Hyun nhìn chăm chăm vào ông thầy và nói, sao thầy biết tôi là mẹ của Bong Súc? Mặt của thầy Choi bây giờ bắt đầu đơ như cây cơ. Thầy Choi tìm cách lấp liếm và giải thích, do tôi đã thấy cô trên mạng xã hội của Bong Súc, ông thầy sau đó xin phép được đi ra ngoài. Mi Hyun liền hỏi, anh bắt đầu công việc này từ khi nào vậy? Thầy Choi nghe thấy thì tỏ ra ngập ngừng. Mi Hyun nhanh mắt nhìn vào chiếc lỗ trên trần nhà, thì biết được có camera đang nhìn mình. Ju Won tiến vào trường rồi chạm mặt thầy phó chủ nhiệm Jun. Ju Won nói tôi là một phụ huynh học sinh của trường này. Ông thầy Jun nhìn chằm chằm vào Ju Won và nói, trường học bây giờ đóng cửa rồi, nên không có ai ở đây đâu. Ju Won liền bảo, tôi có thể tham quan trường học được không? Thầy Jun sau đó cũng đồng ý cho Ju Won đi tham quan quanh trường học. Ông thầy này lập tức chạy vào phòng hiệu trưởng, kéo tất cả cửa màn lại, rồi mở cửa một hệ thống giám sát camera bí mật phía sau bức tường. Sau đó thầy Jun đeo tai nghe vào và giám sát mọi hoạt động di chuyển của Ju Won. Ju Won bây giờ đang đi vào phòng thể dục, sau đó ông bố tiến đến nhìn ngắm và khám phá chiếc bục bóng rổ đang nằm dưới đất. Ju Won liền nhìn thẳng vào những chiếc camera đang chĩa vào người mình, sau đó Ju Won tiến đến gần một chiếc camera và hỏi, mày là ai? Sau đó thì ông bố lập tức phá hỏng chiếc camera này.
Đúng lúc này trên xe hơi có một nhóm người Triều Tiên đang cố tìm bộ hồ sơ danh sách huyết thống của những ông bố bà mẹ có siêu năng lực. Trong số này có một người từng đánh nhau với Ju-won trên núi. Nhóm người này đang tìm cách để trừ khử tất cả những người có siêu năng lực ở Hàn Quốc. Sau đó, tên thủ lĩnh nhận được điện thoại của một ai đó, thông báo hãy đến cửa sau trường để hành động. Trên xe buýt bây giờ, Bong Suk và Huy Su chuẩn bị xuống xe buýt, thì tên mặt sẹo cũng tiến đến, rồi đứng phía sau hai cô cậu học sinh. Anh tài xế ghế đô thấy vậy liền bấm nút thông báo không nhận khách nữa, sau đó thì phóng xe thật nhanh về phía trước. Ghế đô điều khiển xe buýt liên tục luồng lách qua dòng xe đang chạy trên phố, thậm chí còn vượt cả đèn đỏ để lao nhanh về phía trước. Trong xe mọi người đều bị rung lắc theo sự chuyển động của chiếc xe, duy nhất chỉ có tên mặt sẹo là vẫn đứng yên được một chỗ, vì chân của hắn ta không hề chạm sàn xe buýt. Huy Su làm rơi cục sạc dự phòng xuống đất, Bong Suk bây giờ cũng ngơ ngác không hiểu sao chú tài xế lại làm như vậy. Tập 15 đến đây cũng đã hết, hiện tại bộ phim còn 5 tập nữa, và trong phần cuối của bộ phim sẽ là cuộc chiến đấu đầy gây cấn giữa các ông bố bà mẹ siêu năng lực cùng những đứa con của mình, để chống lại những người xâm nhập đến từ Triều Tiên, cũng như để lật tẩy âm mưu của Phó Phòng Min. Các bạn nhớ đón xem phần cuối của bộ phim trên kênh Nấm Mốc Review nhé! Nếu yêu thích nội dung trên, các bạn hãy nhấn like, subscribe và chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ Nấm Mốc Review nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau!